Chuyện cổ tích sọ dừa. Ngày xưa có hai vợ chồng đi làm người ở trong một gia đình phú ông giàu có từ khi còn nhỏ. Hai vợ chồng sống rất hiền từ, nhưng đã ngoài 50 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mụn con. Một hôm, bầu trời nắng rất gay gắt, người vợ phải đi vào trong rừng kiếm củi cho gia đình phú ông. Lúc quá khát nước. Con đừng kéo tay mẹ xa, mẹ không nhìn thấy. Lúc quá khát nước mà người vợ không tìm đâu ra một chút nước, sau cùng không còn cách nào khác, bà đành phải liều mình uống chút nước trong cái sọ người tại dưới một gốc cây to. Một điều rất kỳ lạ, khi uống nước trong sọ vào, bà cảm thấy rất khoan khoái hết sức, mát tới tận ruột gan, và từ đó bà có thai. Nhưng một thời gian sau thì người chồng mất, trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai, bà đã sinh ra một cục thịt tròn long lóc, có cả hình dạng như cái sọ, có đầy đủ mắt, mũi, miệng, tai, nhưng không hề có chân tay. Người chồng bà thì đã qua đời, lại sinh ra một quái thai, bà rất phiền lòng, định mang chôn sống nó đi, nhưng bỗng cục thịt cất tiếng gọi bà. Mẹ ơi, con vẫn là con người đấy mẹ ạ. Mẹ đừng có vứt bỏ con đi mà khổ thân con. Bà rất xúc động, ôm cục thịt vào trong lòng và nâng niu cho bú. Bà đặt tên cho đứa con mình là sọ dừa. Phú ông nghe tin bà sinh ra một quái thai, liền bắt bà mang đi chôn sống. Nhưng bà không chịu, phú ông bèn đuổi bà ra ở chiếc lều tranh tại góc vườn. Nhưng hàng ngày phú ông vẫn bắt bà phải đi làm cho nhà ông. Mỗi ngày đi làm về, bà mang phần sọ cho sọ dừa một nắm cơm. Sọ dừa lớn nhanh như thổi và càng ngày càng hiểu biết, khôn ngoan. Hàng xóm và những người xung quanh lâu ngày cũng quen dần và ngày một yêu quý sọ dừa hơn. Hàng ngày khi người mẹ đi làm cho nhà phú ông thì sọ dừa biến thành một cậu bé rất xinh xắn, quét dọn nhà cửa ngăn nắp đâu vào đấy, sau đó lại chui vào cái sọ như cũ. Lúc đầu bà mẹ thấy rất lạ kỳ, nhưng theo dõi mãi không thấy chuyện gì cho nên cũng đành thôi. Một hôm, bà mẹ buồn rầu nói với sọ dừa rằng: nhà người ta khi con lên 7 lên 8 đã biết cách dắt bò dắt trâu đi chăn, con thì mẹ không trông đợi được gì. Phú ông có một đàn dê cần tìm người nào đó mang đi chăn mà mẹ vẫn chưa tìm được ai. Sọ dừa nói với mẹ: mẹ ơi, con có thể chăn được, mẹ nói với phú ông cho con đi chăn đi. Thấy sọ dừa quá quyết là mình sẽ làm tốt công việc, bà mẹ mạnh dạn đi sang nhà phú ông để thưa chuyện. Ban đầu phú ông còn có chút hơi e ngại, nhưng về sau ông ta cũng đồng ý cho sọ dừa được chăn thử một vài hôm, nếu làm tốt ông ta mới mướn. Người mẹ thấy phú ông nhận lời cho sọ dừa chăn thử nên rất vui mừng. Quả nhiên sọ dừa chăn rất giỏi, con nào con nấy cũng no căng bụng béo tốt. Phú ông rất ưng vì đàn dê của ông ta ngày càng béo, sọ dừa thì lại ăn rất ít, ngày chỉ 2-5 cơm nhỏ. Sọ dừa đem đàn dê đi chăn ở dãy núi khá xa làng. Hàng ngày phú ông giao cho ba người con gái của Sophie cứ cấu mẹ vậy. Ba người con gái của ông ta thay phiên nhau đem cơm ra sọ dừa. Cho sọ dừa, hai người chị thì lúc nào cũng xa lánh sọ dừa, mang cơm đến họ chỉ đến dưới gốc cây gần đó rồi gọi mặc cho sọ dừa tự lăn tới ăn. Còn cô con gái út lần nào cô cũng mang cơm tới tận nơi cho sọ dừa. Một hôm cô út mang cơm cho sọ dừa, khi cô lại gần chỗ sọ dừa và bầy dê thì cô nghe thấy tiếng văng vẳng, tiếng sáo véo von khi trầm khi nhặt, làm cho cô cảm thấy xao xuyến. Không thấy sọ dừa đâu, cô chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú tuổi chạc 17 đang nằm trên chiếc võng đảo miệng thổi sáo. Thấy có người đến, chàng trai lại trở lại hình dáng sọ dừa lăn lóc. Kể từ khi đó, cô út biết rằng sọ dừa không phải người trần.
Cô đem lòng thầm yêu trộm nhớ sọ dừa, có thức ăn ngon cô lại mang thật nhiều tới cho sọ dừa. Thế rồi bỗng một hôm, sọ dừa đòi mẹ đi tới nhà phú ông xin hỏi một trong ba người con gái phú ông làm vợ. Bà mẹ đang uống dở hụm nước cũng phải phì cười nói: "Con ơi, con gái phú ông cả ba đều xinh đẹp, ai lại chấp nhận lấy mày? Nhiều trai làng hỏi mà ông ấy còn không ưng." Sọ dừa vẫn tha thiết năn nỉ mẹ mình để chiều lòng đứa con, bà cũng đành phải kiếm một vườn cau rồi liều mình sang hỏi nhà phú ông. Vừa nghe xong bà trình bày, phú ông cười mỉa một cái rồi nói: "Nếu như mà mụ đủ khả năng sắm sửa những lễ vật mà ta yêu cầu thì ta sẽ gả một trong ba đứa con trai đứa con cho con trai mụ. Lễ vật gồm có một chĩnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con heo thật béo, 10 thùng rượu tăm và phải có một căn nhà ngói 5 gian để cho con gái ta về ở, chứ ta không thể để nó sống trong ngôi nhà rách nát của mụ được." Phủ ông nghĩ trong bụng, bằng cách thế thì nó có làm cả đời cũng chẳng đủ ra tiền sắm lễ. Bà mẹ trở về nhà bảo với con trai: "Con à, phú ông thách cưới cao lắm, nhà mình không sắm nổi đâu con. Thôi con từ bỏ ý định cưới con gái phú ông đi." Nghe xong người mẹ kể về những lễ vật phú ông thách, sọ dừa nói: "Mẹ cứ yên tâm, con sẽ có cách lo đầy đủ lễ vật." Quả nhiên hôm sau, sọ dừa đã sắm đầy đủ tất cả những lễ vật mà phú ông yêu cầu. Bà mẹ tỉnh dậy mà cứ tưởng mình nằm mơ, vì căn nhà lá đã biến mất, được thay thế bằng ngôi nhà ngói 5 gian đẹp đẽ. Bà thì đang nằm trên một chiếc giường có đủ chăn hoa nệm gấm, ngoài sân mấy chục người hầu hạ quần áo đầy đủ màu sắc đã sẵn sàng cùng hai mẹ con sang nhà phú ông hỏi vợ. Đến lúc này phú ông không còn cách để từ chối, nhưng ông ta chỉ có thể ông ta nghĩ có đủ lễ vật thì ba đứa con gái ông ta chắc chẳng có đứa nào đồng ý lấy thằng người trắng ra người ngậm, trắng ra ngậm đấy cả. Phú ông cho gọi ba cô con gái ra rồi hỏi lần lượt: "Nào, con gái lớn của ta, con có đồng ý lấy sọ dừa con trai mụ ta làm chồng không?" Cô ta bĩu môi một cái rồi quay ngoắt đi vào trong phòng. Phú ông hỏi tiếp con gái thứ hai: "Giờ đến con đấy con gái, con có đồng ý lấy thằng sọ dừa làm chồng không?" Cô ta cũng như người chị mình cười một cái khinh bỉ rồi buông câu: "Con có điên đâu cha mà đi lấy cái thằng đó làm chồng." Đến cô con gái thứ ba, phú ông hỏi: "Giờ chỉ còn con thôi con gái, con có đồng ý không?" Cô út nhẹ nhàng đáp: "Dạ thưa cha, con đồng ý." Phú ông rất ngạc nhiên, miệng há hốc, nhưng ông ta giờ đây cũng phải đồng ý vì lễ vật đã đủ, người cũng đã thuận. Chiều hôm đó, sọ dừa đón dâu về nhà. Lễ cưới được tổ chức linh đình, sọ dừa cho mời tất cả lối trên xóm dưới tới dự. Tiếng cười nói rôm rả. Đến tối khi các cây nến đã thắp sáng trưng nhà trên dưới thì không ai thấy sọ dừa đâu cả. Từ phòng bên bước ra là một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú với nét mặt sáng ngời. Chàng trai nắm tay cô dâu nói: "Thưa các cụ, thưa các bác, các anh chị cùng bà con hai họ, tôi là sọ dừa, vợ chồng tôi xin được cảm tạ tấm lòng của mọi người đến chung vui cùng chúng tôi trong ngày trọng đại này." Bà mẹ ôm chầm lấy con dâu mừng rỡ không nói lên lời. Tất cả mọi người ai nấy cũng vui mừng, mừng vì sọ dừa được làm người, mừng vì cô con gái út phú ông lấy được người chồng tốt. Riêng chỉ có hai cô chị là tức tối đố kỵ với cô em gái mình. Sau khi cưới vợ, sọ dừa rất chăm chỉ rồi mải kinh sử. Đến kỳ thi bảng, sọ dừa đã đỗ trạng nguyên và được nhà vua rất trọng dụng vì chàng tài trí hơn người. Một thời gian sau thì người mẹ già yếu qua đời. Quan Trạng sọ dừa từ kinh đô trở về chịu tang mẹ được ít hôm sau thì nhận được chiếu chỉ của nhà vua phải đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa cho người vợ một con dao, một hòn đá lửa, hai quả trứng gà và dặn dò kỹ phải luôn mang hai thứ đó bên mình để phòng thân, có lúc dùng tới. Hai người chị gái đem lòng ghen ghét đố kỵ đã lâu
vì thấy em gái lấy được người chồng vừa tuấn tú lại giỏi giang, quyền cao chức trọng, giờ chúng tập lập mưu hãi hãm hại em chiếm chồng. Một hôm hai người chị rủ em gái mình đi chơi thuyền trên biển. Khi thuyền đã xa, hai người chị đẩy thuyền em ra xa, giấu hết tay chẻo làm cho thuyền cô út chìm nghỉm. Một con cá kình đã nuốt chừng cả thuyền và người vào trong đó. Nhớ lời nhớ tới ba vật người chồng đã dặn kỹ mang theo bên mình, cô đã lấy con dao đâm vào bụng cá. Con cá vùng vẫy một lúc rồi nổi lềnh phềnh trên mặt nước, cả xác cá trôi vào bờ một hòn đảo hoang. Cô khoét bụng cá rồi chui ra, sẵn dao cô xẻ thịt cá, rồi xẻ thịt cá ra làm nhiều miếng, phần thì phơi khô, phần côn muối để ăn dần. Cô dùng hòn đá lửa đánh để lấy lửa sưởi ấm và nấu chín thức ăn. Hai quả trứng gà trong bọc đủ ngày đủ tháng đã trở thành hai con gà một trống một mái. Ngày tháng dần trôi, cô một mình sống trên hang đảo. Con gà mái đẻ rất nhiều trứng, đàn gà cứ thế mà rông đông dần. Bỗng một buổi chiều, cô nghe thấy con gà trống gáy. Thuyền quan trạng giúp cô tôi về. Cô chạy ra thì thấy có một chiếc thuyền lớn đang tiến tới đảo. Cô mừng lắm vì thấy mình cũng sắp được cứu trở đất liền. Con thuyền mỗi lúc một gần, nhìn lên mũi thuyền cô nhận ra ngay đấy chính là chồng mình sọ dừa. Gặp nhau hai vợ chồng ôm chầm lấy mừng rỡ không nói lên lời. Hai vợ chồng lên thuyền trở về nhà, được nghe vợ kể lại chuyện sọ dừa căm phẫn lắm. Vừa về tới nơi, sọ dừa giấu vợ vào phòng không cho ai biết. Bên ngoài chàng cho mở tiệc linh tình, mời cả hai họ lẫn bà con lối xóm tới dự mừng ngày trở về. Hai người chị gái thấy chồng em trở về nên ăn mặc rất lộng lẫy, trang điểm kỹ càng sang dự tiệc nhằm lôi cô cuốn sự chú ý của sọ dừa. Vừa ngồi vào mâm, cả hai đã thi nhau kể việc em mình bị chết đuối ra sao, hai chị cố gắng cứu em thế nào nhưng vẫn không được. Sọ dừa vẫn mỉm cười không nói gì. Đang lúc tiệc vui, sọ dừa đứng lên xin phép mọi người được vào trong buồng, dẫn ra một người bạn để chào hai ai họ và dân làng. Trong buồng, cô út bước ra, trước sự ngỡ ngàng hai người chị thấy em gái buồn rùn chân tay. Nhân lúc mọi người đang mừng rỡ cô út vẫn còn sống trở về thì cả hai lẻn ra ngoài trốn đi biệt tích. Hết câu chuyện việc kể đấy là hết, mời các bạn đi ngủ. Tích là đi mẹ. Biệt tích là đi mãi không về. Sao? Hả? Giờ mất tích ý. Là đi mãi không về. Mà nói sao? À, bởi vì xấu hổ quá.